Gia đình bà Phạm Thị Huê ngụ tại thôn 13 xã Đàm Ri. Trước đây gia đình bà cũng trồng trà và cà phê như nhiều bà con trong vùng. Tuy nhiên trước biến động của giá cả, bà quyết định chuyển hướng canh tác. Thời điểm năm 2019, chanh dây được tiêu thụ mạnh. Hợp tác xã ở địa phương lại đầu tư giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Vì vậy, bà mạnh dạn chuyển đổi 1 hecta trồng chè và cà phê sang trồng chanh dây. Khác với các giống chanh dây trước đây, các giống chanh dây cao sản hiện tại có tuổi thọ chỉ khoảng 1 năm rưỡi, nhưng năng suất cho khá cao, trung bình từ 400 đến 500 trái một cây và chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu, vì vậy mang lại lợi nhuận khá cho bà con nông dân. Với mỗi hecta có thể trồng được 800 cây chanh dây, mỗi năm cho thu khoảng 60 tấn chanh dây, mang lại nguồn thu từ 300 tới 350 triệu đồng một năm. Cây chanh dây thì nó có thu nhập cao hơn cây cà phê. Cây cà phê mấy năm trước thì nó thu nhập rất thấp. Cây chanh dây nó thu nhập năm nay là gần gấp 3 cây cà phê. Thế nên là tôi chọn cây chanh dây, tôi trồng năm đầu thì thấy có hiệu quả. Đạt năng suất thì năm thứ 2, thứ 3 tôi lại trồng tiếp. Năm nay là năm thứ 4 rồi. Năng suất hiệu quả khá tốt. Nói chung là năng suất của cây chanh dây mà như cứ cái giá cả như bây giờ thì thu nhập cũng khá cao đấy. Những cái loại thuốc mà nó không có độc cao. Nói chung là cái anh chanh dây này thì nó nhạy cảm lắm. Chỉ cần nếu nó không có bệnh thì thuốc thường thường là nó cũng không có bệnh. Là bệnh cũng diệt được. Cây chanh dây sau khi trồng 8 tháng bắt đầu cho thu hoạch và cho thu quanh năm. Tuy nhiên để chanh dây phát triển tốt thì cần chú ý đến kỹ thuật chăm sóc. Chanh dây ưa thông thoáng nên bà con phải thường xuyên tỉa lá, phòng trừ nấm và vi khuẩn cho chanh dây bằng các loại thuốc sinh học để đảm bảo chất lượng trái đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Tại vùng Bảo Lộc, Bảo Lâm có gần 100 hecta chanh dây và đều được ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với mức giá trung bình từ 15.000 đến 25.000 đồng một ký tùy vào loại chanh xuất khẩu nguyên trái hoặc ép nước. Lâm Đồng, trong tỉnh Lâm Đồng thì vùng nào trồng chanh dây cũng được hết. Bởi vì nếu vùng nào mà cái chất đất của nó và cái màu nó không đạt tiêu chuẩn để hàng xuất khẩu thì nó lại đạt về chế biến. Cái chế biến thì quan trọng nhất chỉ là cái ruột thôi, còn cái màu sắc bên ngoài thì không quan trọng. Đấy nó vậy, chứ còn nếu mà hàng đạt tiêu chuẩn đi châu là phải là hàng tím. Khi nó chín nó tím như trái nho thì mới đạt tiêu chuẩn, thì còn nó hồng hoặc là bần bật thì không đi được thì mình lại chế biến lấy nước cốt. Đấy nó vậy. Thế còn mà cái tiêu chí của những hộ gia đình mà muốn liên doanh liên kết bên này thì cái thứ nhất là phải đảm bảo là làm hàng sạch, sản xuất theo quy trình nông gáp. Cái thứ hai là không được sử dụng các cái loại chất cấm, các cái loại thuốc bảo vệ thực vật chất cấm. Như không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì không được sử dụng màu vàng trở lên. Và còn nếu sử dụng thuốc nấm thì trong những cái mancozeb là một các benzin là thường thường là không được sử dụng. Bởi vì những cái thứ lưu dẫn ở lại rất lâu thì những hàng đó nó không xuất khẩu được. Được biết, chỉ riêng hợp tác xã Bình Lộc mỗi đợt xuất khẩu qua thị trường châu Âu, Mỹ và Úc từ 40 đến 50 tấn chanh dây tươi. Đối với mặt hàng này, các đối tác có những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. Ngoài việc đảm bảo mẫu mã đẹp, thì sản phẩm chanh dây xuất khẩu không được tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các chất kích thích khác. Vì thế, hợp tác xã yêu cầu khá nghiêm ngặt với các hộ nông dân liên kết. Cũng nhờ vậy mà bà con trồng chanh dây rất an tâm sản xuất vì có đầu ra ổn định. Vùng đất này nó rất là cũng là phù hợp với chanh dây, phát triển rất là tốt. Cho nên mà mình đem cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vô cái hợp tác xã để cũng áp dụng vô trong cái những cho bà con trong cái hộ liên kết như hợp tác xã của mình. Mình canh tác nó cũng có hiệu quả. Chanh dây ngoài xuất trái tươi với yêu cầu nghiêm ngặt thì nước cốt chanh dây được coi là mặt hàng chủ lực trong xuất khẩu. Chính vì thế các hợp tác xã có nhu cầu khá cao trong việc mở rộng quy mô vùng nguyên liệu. Có thể nói, đây hiện là cây trồng giúp nhiều nông dân Lâm Đồng nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.